hari won tiết lộ cuộc sống hôn nhân bật mí điều đặc biệt của gia đình chồng trên sóng truyền thông quốc tế hari won thể hiện rõ sự hạnh phúc khi nhắc đến trắng thành từ ngày kết hôn với trắng thành sự nghiệp của hari won tỷ lệ thuận với độ viên mãn trong 7 năm qua trắng thành và hari won đều đã xây dựng được chỗ đứng nhất định trong làng giải trí và có lượng người hâm mộ khủng có thể cho rằng hari won là một trong những ca sĩ gốc hàng có sự nghiệp thành công nhất nhì ở việt nam Mới đây, Hari Won vừa chia sẻ clip xuất hiện phỏng vấn cùng kênh truyền thông quốc tế, nữ ca sĩ giao lưu bằng tiếng Hàn và gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp trên sóng. Đặc biệt trước câu hỏi liên quan đến Trắng Thành, Hari Won nở nụ cười hạnh phúc và nhanh chóng thốt lên Ôi chồng tôi! Nữ ca sĩ tiết lộ cả hai đều có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, nhưng ông xã luôn được xếp hạng cao hơn. Chúng tôi thức cả đêm chỉ để nói chuyện, chúng tôi có được những ảnh hưởng tốt đến từ các thành viên trong gia đình. Đáng nói trong lần tâm sự trước báo chí quốc tế, Heidi Quan còn tự hào khoe về gia đình chồng, có đa dạng nền văn hóa. Heidi Quan kể, với tôi gia đình là nơi khiến cho tôi có nhiều cảm xúc. Tôi muốn dành cho họ mọi thứ mà không tiếc bất kỳ điều gì. Tôi nghĩ gia đình là biểu tượng của tình yêu tuyệt đối. Chúng tôi có một gia đình đa văn hóa. Tôi là người Hàn Quốc, chồng của tôi là người Việt Nam. Gia đình anh ấy là người Việt Nam, nhưng bố là người gốc hoa. Em gái anh ấy kết hôn với một người đàn ông đến từ Hồng Kông. Vì thế mỗi khi tụ họp vào những dịp lễ hội thì chúng tôi nói tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Điều này thật sự rất vui. Từ khi kết hôn với Trắng Thành, dù không phải nội trợ và làm dâu, nhưng Harry Won vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với gia đình chồng. Nam MC nhiều lần nhận xét rằng Harry Won và mẹ anh như hai mẹ con ruột chứ không phải mẹ chồng nàng dâu. Ngoài ra Harry Won cũng có quan hệ thân thiết với hai cô em chồng.